Chào mừng mọi người lại tiếp tục đến với Hỏi Đáp cùng bác sĩ Chuột và sinh viên Y Dược. Khi bạn trẻ có nhiều đường chạy sọc ở tay thì nghĩ có thể bé có nguy cơ thiếu chất gì? Bé có thể có nguy cơ thiếu chất sắt. Rồi ngoài sắt ra thì còn có thể có kẽm nữa. Rồi, sữa hạt có sử dụng được cho trẻ dưới 6 tháng tuổi không? Dạ thưa anh, là sữa hạt không sử dụng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi. Vì sao? Dạ thưa anh, là vì sữa hạt không đảm bảo nhu cầu protein cho trẻ dưới 6 tháng tuổi. Và về bản chất thì sữa hạt là hạt được ép ra trộn với nước nên nó không có, nên nó không, về bản chất không đảm bảo vì dinh dưỡng cho trẻ. Ok. Trà sữa thì có liên quan đến sữa không? Không. Vậy tại sao mà nó có cái tên đó? Tại vì nó xảy ra trong lứa tuổi mà trẻ đang uống sữa. Đúng rồi. Rồi, tóc trước với tóc sau thì có sao lắm trước? Bé thì tóc sau thì đóng trước. Rồi, vậy tóc trước thì khi nào mới đóng? Tóc trước thì thường là sau 1 tuổi bé mới đóng. Đúng rồi, thường là sau 1 tuổi nhưng mà có thể đến 2 tuổi nha. Có cần phải dưỡng ẩm cho da của trẻ sơ sinh hay không? Dạ, ở trẻ sơ sinh thì phải cần dưỡng ẩm da. Lý do? Dạ, bởi vì là hàng rào bảo vệ da của trẻ thì dễ bị tổn thương, dễ bị nhiễm trùng hay là phải nó dễ bị mất nước do các tế bào sừng nó liên kết lỏng lẻo. Với lại là pH ở da của bé nó cao nên nó cũng dễ bị nhiễm trùng. Ok, giỏi quá. Theo em thì cái nước muối nhỏ đó nó có mang lại lợi ích gì cho bé trẻ nhỏ? Đối với những bé mà trường hợp có mẹ có cái phần vú, cái vùng vú mà nó không có thuận lợi cho bé bú, ví dụ như là mẹ có tụt núm vú hoặc là có cái vùng vú quá to thì bé không bú được qua vú mẹ thì có thể sử dụng cái núm vú giả thay thế. Có nghĩa là mình trong một số trường hợp cần phải xài núm vú giả. Thì ngoài ra núm vú giả nó cũng có tác dụng là giảm đau nè, tác dụng làm cho bé dễ chịu hơn nè. Đối với trẻ sanh non thì nó cũng giúp cho trẻ giảm đau khi mà trẻ nằm ở trong những cái khoa cấp cứu hồi sức nè. Hoặc là núm vú giả nó còn có làm giảm cái tình trạng mà bé sẽ mút tay nữa. Rồi, ok. Khi nào thì nên cai núm vú giả cho trẻ? Mấy tuổi á? Dạ là 2 tuổi. Rồi, giỏi quá vậy. Cái này tự nhớ ra luôn hả? Rồi, nhưng mà em hiểu, em biết lý do tại sao mà không để nó ngậm vú giả lâu không? Ảnh hưởng đến cái gì? Dạ răng. Rồi răng nè, ảnh hưởng đến gì nữa? Nú của bé nè. Rồi gì nữa? Gì nữa? Quay hàm. Rồi khớp, mấy cái khớp nè, đúng rồi. Rồi, ok. Dây rốn sau sinh, sau bao lâu không rụng thì sẽ phải tiếp tục đi khám? Dạ sau 1 tuần không rụng thì đi khám. Ok, hơi sớm, 1 tháng. Hơi sớm, 1 tháng. Tháng thôi. NO là cái tác dụng gì? Cái này nó có trong sữa mẹ. Quên bài. Chữ H là gì? Con người là gì? Chữ mình. Rồi gì nữa? Chữ M là gì? Miu. Miu. Chữ O. Oligosaccharide. Nha. Rồi. Trẻ dưới 6 tháng tuổi thì có nên cho trẻ uống nước lọc hay không? Tại sao? Dạ không. Tại vì sữa mẹ đã đủ nước cho bé rồi. Lý do thứ nhất, lý do thứ hai. Chức năng gì? Ảnh hưởng đến chức năng gì? Lúc đó dưới 6 tháng thì chức năng gì nó chưa có ổn định nên cái việc điều hòa nước của nó chưa có tốt, nó dễ bị ngộ độc nước nếu mà nó dư. Chức năng gì? Chức năng thận của bé. Đúng rồi. Rồi, đối với trẻ nhỏ, làm sao mà em biết là trẻ bú đủ? Tại vì chúng ta hay nói là trẻ dưới 6 tháng đủ theo nhu cầu. Tại vì làm sao mà biết trẻ bú đủ? Thì yếu tố nào đánh giá yếu tố nào? Đầu tiên là nếu mà đầu tiên mình đánh giá cái lúc mà trẻ đói trước thì thường là trẻ quấy khóc và đòi mẹ bế thì lúc đó trong một khoảng thời gian bú xong mà bụng trẻ không quấy khóc nữa hoặc là muốn nhả bú ra thì mình sẽ nghĩ là trẻ đã bú đủ. Vậy thôi hả? Có nghĩa đang bú mà nhả bú ra, ví dụ như mới bú được 1 phút nó nhả ra là đủ. Quan trọng nhất là bây giờ trẻ nhỏ thì nếu mà nó bú đủ thì đầu tiên nè là nó phải sao, mà nó bú đủ thì nó sẽ sao? Nó phải sao? Nó phải phát triển sao? Triển đề. Thì nó phải tăng cái gì? Tăng cân. Đúng rồi. Thứ nhất là đầu tiên là nói mà nó bú đủ thì nó phải tăng cân, đúng không? Cái thứ hai, nó bú xong nữa, nó bú thức ăn của nó chính là sữa, thì nó bú xong á thì nó phải đi thải ra đâu? Đi tiểu. Đúng rồi, đi tiểu. Vậy thì thường là phải đi tiểu trên bao nhiêu lần trong một ngày? Em thích con số nào nhất? Nghĩ là con số này là con số chủ đạo của em.
7 lần. À, trời hay á, à, đúng luôn. Đúng rồi, phải trên 6 lần. Rồi gì nữa? Ngoài ra khi sau khi bú xong thì nó phải hoạt động sao? Nó phải vui chơi nè, nó chơi rồi, nó khỏe khoắn rồi nó ngủ ngon nè. Rồi cái phân của nó nữa, cái thường thì bú sữa mẹ thì phân nó sẽ sao? Mềm vàng, hơi nhão một chút xíu đúng không? Ha, ngay đầu tiên thì có thể là nó cứ bú xong là nó sẽ đi cầu trong lúc em bé mới sinh đó, nhưng mà sau đó dần dần nó sẽ ổn định hơn đó, thì người ta mới gọi là mình xét, khi mà mình cho con bú sữa mẹ thì mình phải đánh giá những yếu tố đó để biết rằng là con mình nó đang bú đủ rồi. Ok, chúc mừng em.